Kiểm tra của chương nào vậy cô? Chương 7, chương 8. Ủa, điểm gì nữa vậy cô? Tại vì các bạn còn thiếu một cột nữa. Online luôn không? Online. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với phần đầu tiên trước của chương chính, mà phần còn lại của mình ha. Đó là tích hỗn tạp. Rồi các bạn đã thấy cái file của cô chưa? Cô tắt mic rồi cô. Vector V là vector 2, 3. Không. Và V kép là bằng bốn một hai. Hãy tính tích hỗn tạp của ba vector này là u nhân v tất cả nhân v kép. Các bạn có hai cách để mình xử lý, hoặc là mình sẽ tính tích có hướng của u nhân v trước, rồi sau đó mình nhân tích vô hướng với v kép, mình cũng sẽ ra kết quả. Hoặc ở đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tính bằng định thức ha, cấp 3, gồm có ba hàng ba cột như sau. Hàng thứ nhất là 1 trừ 1, 2. This meeting is being recorded. Hàng thứ hai là 2, 3, 0. Và hàng thứ ba là 412. Như vậy thì để tính định thức này, chúng ta có thể làm cách như sau. Các bạn hãy viết, đây là định thức thì luôn luôn số hàng và số cột nó phải bằng nhau các bạn ha. Mình hãy viết hai cái cột đầu tiên này. Đây là khi mình viết vào bài thì mình chỉ viết định thức như vậy thôi. Còn khi mình tính, mình có thể nháp, mình viết những, có nhiều cách đó, có thể là quy tắc hình sao hoặc là khai triển theo hàng theo cột. Ở đây thì cô hướng dẫn với bạn một cách như sau nè. Mình sẽ viết vào đây là hai cột đầu tiên ha. 1, 2, 4. Cột thứ hai sẽ là
trừ 1, 3, 1. Sau đó mình sẽ tính tích của các thành phần như sau. Và tích theo cái đường chéo gọi là đường chéo chính ha. Cái đường chéo chính là đường này. Đó. Tích ba thành phần này lại với nhau. Thì tích theo đường chéo chính này á sẽ mang dấu cộng. Rồi như vậy mình được nè. 1 nhân 3 nhân 2 là 6. Cộng 1 trừ 1 nhân 0 nhân 4 là 0. Cộng với 2 nhân 2 nhân 1 là 4. Rồi tiếp theo. Những thành phần này nó sẽ mang dấu trừ là tích theo đường chéo phụ. Ha, dấu trừ. Trừ những cái này. Trừ ba là nhân nhau. Trừ. Như vậy cô viết dấu trừ ra ngoài trước ha. Rồi, 4 nhân 3 nhân 2. Ha, 24. 1 nhân 0 nhân 1 là 0. 2 nhân 2 nhân trừ 1 là trừ 4. Rồi và mình cộng ra kết quả cuối cùng của mình ha. À. 6 cộng 4 là 10 nè. 10 trừ đi 20 ha. Như vậy nó sẽ được là trừ 10. Hoặc bạn có thể sử dụng máy tính bỏ túi thì mình dùng là det, det. Cô đặt dấu trừ ra ngoài mà cô, sao vẫn là trừ 4 vậy cô? Cái nè. Đặt 2 nhân 2 nhân 2 nhân trừ 1. à, dạ. 2 nhân 2 nhân trừ 1 em. Rồi, thì mình chọn là det là determinant ha. Rồi cấp mấy? Cấp 3, có nghĩa là ba hàng ba cột. Còn ví dụ như định thức cấp 2 là determinant mình chọn là hai hai hàng hai cột. Được chưa các bạn? Đừng có nhớ là tích theo đường chéo xuống này ha. Đường chéo chính này là dấu cộng, tích theo đường chéo phụ là dấu trừ. Kể cả định thức cấp 2 cũng vậy thôi ha. Mình sẽ tính hai này nhân nhau là cộng, trừ đi hai này theo đường chéo phụ nhân nhau, dấu trừ. Rồi ok chưa? Rồi tiếp tục với chúng ta sẽ có những cái công thức ứng dụng. Ở đây thì cô không có trình bày một cái ví dụ cụ thể ha, mà cô chỉ nhắc cho các bạn thôi. Thì ở đây đó là diện tích của hình bình hành đó, dựng trên hai vector này là hai vector u và v. Đây là vector u và đây là vector v. Thì tích của tích ha, dựng trên hai vector u và v này, tích có hướng á, thì nó sẽ được là mình sẽ có độ lớn của tích có hướng sẽ là bằng độ lớn của u nhân độ lớn của v nhân với sin của góc hợp bởi hai vector này. Độ lớn của u chính là độ dài của đoạn AB đây, độ lớn của v chính là độ dài của đoạn AC đây ha. Rồi như vậy thì mình sin góc hợp bởi hai vector này cũng chính là công thức tính diện tích của hình bình hành này. Còn nếu muốn muốn tính diện tích tam giác ABC này á, thì mình sẽ lấy cái diện tích hình bình hành và chia đôi. Còn nếu mình có thêm một cái vector v kép như thế này à, và nhớ là những cái vector này á, thì bạn phải nhớ là nó phải cùng cái điểm đầu ha, chứ mình không có lấy vector nằm lọt sọc với nhau mình không có tính được đâu. Thì khi đó thể tích của cái hình hộp chữ nhật dựng trên ba vector này á thì nó sẽ được tính là bằng tích hỗn tạp của u nhân v tất cả có hướng nhân vô hướng với v kép độ lớn. Ha.
Rồi, bây giờ mình tiếp tục với cái phần nhắc lại phần phương trình đường thẳng và phương trình đường thẳng trong mặt phẳng và trong không gian. Thì ở đây mình sẽ có một cái đường thẳng D ha, đi qua điểm P0. Để biết phương trình đường thẳng thì mình cần phải biết vectơ chỉ phương của nó. Như vậy thì trong mặt phẳng đường thẳng D đi qua điểm P0, tọa độ x0, y0 và vectơ chỉ phương là AB. Những cái này là các bạn có slide hôm trước hết rồi đó, nhớ không? Thì khi đó cái phương trình dạng đối xứng hay là dạng chính tắc á, nó sẽ là x trừ x0 chia A bằng y trừ y0 chia B. Nếu trong không gian thì nó sẽ là bằng z trừ z0 chia C. Còn nếu trong trường hợp là A hoặc B này là bằng 0 á, A hoặc B hoặc C bằng 0 thì chúng ta không thể viết cái dạng phương trình dạng đối xứng này được, mà chúng ta sẽ viết dưới dạng là phương trình tham số là x bằng x0 cộng AT y bằng y0 cộng BT. Rồi và cuối cùng á, là mình sẽ có phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B thì mình sẽ có mình sẽ viết vectơ AB ra hay là vectơ chỉ phương, nó sẽ là x trừ xB trừ xA, YB trừ YA. Như vậy thì giả sử mình chọn cái điểm đi qua là điểm A đi, như vậy mình sẽ có phương trình là x trừ xA chia xB trừ xA bằng y trừ YA chia YB trừ YA. Với phương trình này thì khi mình nhân lên ha, thì mình sẽ có được, mình có thể đưa về cái dạng là phương trình tổng quát của đường thẳng là AX cộng BY cộng C bằng 0. Tuy nhiên á, thì bạn thấy tất cả những cái phần ở trên này nè, là đường thẳng và mặt phẳng á, nó có dạng tương đồng với nhau ha, tương đồng với nhau. Chỉ duy nhất cái phương trình cuối cùng này á, giữa đường thẳng và mặt phẳng thì nó có sự khác biệt. Có nghĩa là nếu như phương trình tổng quát của đường thẳng trong mặt phẳng là AX cộng BY cộng C bằng 0, thì cái phương trình AX cộng BY cộng C, Z cộng D bằng 0 không phải là phương trình tổng quát của đường thẳng trong không gian, mà đây lại là phương trình tổng quát của mặt phẳng trong không gian. Các bạn đừng có quán tính là mình thêm Z vào thì nó sẽ là phương trình đường thẳng trong không gian, không phải ha. Như vậy thì phương trình đây là phương trình tổng quát của mặt phẳng trong không gian. Tất cả các dạng trên thì nó tương tự như nhau, còn riêng cái dạng này thì mình sẽ nhớ đây là hai phần khác nhau hoàn toàn ha. Các bạn cô chia làm đôi cho các bạn nè. Rồi. Và trong đó AB này thì mình sẽ dùng những cái phương trình ở trên, ví dụ như mình có y chia 3 bằng x trừ 2 chia 4 chẳng hạn, mình sẽ quy về đây A và B. Còn nếu trong trường hợp này thì mình sẽ có là ABC này là vector phát tuyến của mặt phẳng. Muốn viết phương trình của mặt phẳng thì mình cần biết một điểm đi qua và vector phát tuyến của nó. Lưu ý rằng dựa vào cái phương trình tổng quát này này, bạn cứ lưu ý giúp cô. Nếu trong mặt phẳng mà phương trình chỉ có x bằng thôi, thiếu y, thì đó là phương trình của mặt phẳng song song với trục O, OY. Còn nếu trong không gian, ví dụ như phương trình là z bằng k chẳng hạn, có nghĩa là mình thấy nó thiếu x và y không, thì nó sẽ là mặt phẳng song song với trục song song với mặt phẳng OXY. Có nghĩa là nhớ là thiếu gì thì sẽ song song với cái đó. Như vậy chúng ta sẽ có phương trình của các trục ha, trong mặt phẳng trục tọa độ là trục OX phải là y bằng 0, OY phải là x bằng 0, chứ không thể nào trục OX là x bằng 0 được ha. Tương tự như vậy thì các phương trình của các mặt phẳng tọa độ là mặt phẳng OXY là z bằng 0, OXZ là y bằng 0 và OYZ là x bằng 0. Cuối cùng á, chúng ta sẽ có phương trình của các đường thẳng song song với trục OX và OY. Cô nói ở trên. Ví dụ y bằng 2 thì phải là đường thẳng song song với trục OX, và y bằng 2 thì y bằng k thì x là tùy ý chứ không phải x bằng 0 như các bạn. Y bằng k là x thuộc R ha, x thuộc R, x tùy ý. Mình chỉ có một cái ràng buộc thôi ha, y bằng 2, x bằng 2. X bằng 2 phải là đường thẳng song song với trục O gì? OX. À, đây là y thuộc R. Rồi, chúng ta kết thúc phần lý thuyết ở đây ha. Các bạn mình có thể theo dõi thêm một số ứng dụng của chương 8, ví dụ như là văng lăn cái vòng bánh xe hoặc là những cái ứng dụng nhỏ nhỏ của nó trong những cái bài toán mở đầu, những cái bài mình có quy luật để đưa về tổng.
Rồi bây giờ các bạn thực hiện việc điểm danh cho cô ha. Và nhớ là điểm danh chính xác mã số sinh viên nha. Cả trước các bạn điểm danh mà ghi sai mã số sinh viên, rốt cuộc là mình bị điểm danh vắng. Liên đến nhầm ở đâu cô? Đây, cô gửi lên điểm danh đây.